Con chào cô. Vâng, nói đi. Google lên, nhanh lên. Hello, con chào cô. Con chào cô. Rồi. Con chào cô. Một lùi ra đây, dựa vào đây để học. Rồi đây ngồi dựa đây học. Một sát lên. Rồi dựa đây. Rồi. À, chúng mình ổn định vị trí chưa nhỉ? Chúng mình ổn định được chỗ ngồi cũng như là ngồi lên bàn học chưa? Các biết gì mẹ? Dạ rồi đi. Cái này là cái gì rồi, đây ta? Hai chị em Khánh Chi à? Ờ, có nhìn đúng thấy rồi. Hai chị em Khánh Chi. Ta cô học đàng hoàng nha. À, chúng mình tắt mic nha. Cô rồi, con dùng cho 5 tiếng đếm tắt mic nha. 5 4 3 2 1 hết giờ, tắt mic hết chưa cả lớp? Gật hay lắc nào, gật đầu hay lắc? Rồi. Rồi. Bạn nào đốt cô đố cả lớp chúng mình biết này. Khi mà bước vào học phòng học lúc nãy, bạn nào đã được nghe một bài hát vô cùng là hay liên quan đến môn học finger math này? Ai đã nghe rồi giơ tay nào. Bạn nào đã nghe rồi? Đây cô mở cho chúng mình nghe đấy. Có bạn nào nhỉ? Ơi Khánh Chi rồi, Quốc Khánh, tuyệt vời, Thảo Nguyên rồi, ai nữa rồi, Khánh Linh à, Gia Linh rồi, tuyệt vời quá. Thế chúng mình đã nhớ được chúng mình à, những bạn vừa nãy nghe này, thì những bạn này đã nhớ được những số trên bàn tay chưa? Chúng mình nhớ chưa? Quên à? Quốc Khánh nào, Quốc Khánh còn nhớ không con? Có à, rồi có Khánh Chi rồi, Khánh Chi nhớ. Ngân Hà nào, nhớ rồi. À, Đức Nhân là giơ tay là nổi lên trên của cô rồi. Đó, hai anh em Đức Anh à? À, Đức Nhân à? Không, không mở mic được đâu. Con gật đầu thôi, con đang nhìn con ấy. Nhận Đức Nhân, à, hai anh em à? À, rồi. Rồi. Vậy thì hát lại cùng với cô bài này không? Cả lớp hát lại cùng với cô bài này nhé. Hát lại nhé. Hát lại nhé. Rồi chuẩn bị nhé. Ngày hôm nay học về finger, finger là tuần từ gì? Học finger là một thao thai. Rồi, cùng hát lại nhá. Ngày hôm nay học về finger. Finger là con thứ gì? Học finger thật 20. Bài thật vào vừa thật khôn vui. Mình có số 0 là cây vua, cây nên là số 1. Số 2 đưa cao là tay thơ, số 3 gây dĩa xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nóng quá, không sao đã có cây quạt. Cây quạt số 4 mình nhớ nhé, cây quạt tủ tôi không quên. Ý à? Cô lại quên mất rồi. Rồi hát lại nhá. Rồi nào. Số 1 là anh béo. À, số 1 là cây nến. Được chưa? Số 2 tay thỏ. Đúng rồi. Số 3 cái dĩa. Đúng rồi. Số 4 cái quạt. Đúng rồi. Số 5
Anh béo. Đúng rồi, số 6. Càng cua. Đúng rồi, càng cua. Số 7. Cây súng bé. Ơi, cây súng nhỏ. Rồi, chính xác. Số 8. Cây súng lớn. Đúng rồi. Số 9. Bye bye. Rồi, số 9. Đúng rồi, bye bye. Rồi, bây giờ số này, số mấy đây? Cô bé một bàn tay nhá. Một bàn tay này, đây là số mấy nhỉ? À, đúng rồi, số 1. Tiếp theo. Số 2, đúng rồi. Tiếp theo. Số 3. Tiếp theo. Đúng rồi, số 4 nhớ nhá. Số 4 tiếp theo này. Ơ, số 1, các bạn số 1 à? Anh béo đúng không? Rồi, đây là số 4, y số 4. Số 5 tiếp theo. Gì nhỉ? Càng cua đúng không? Càng cua này. Đây. Số mấy? Số 6. Đúng rồi. Số 7 là gì? Là gì? Số 7 là súng lớn. Số 7. Vậy số 8? Súng 8. Súng 8. Số 7 là súng bé. Số 8 là súng lớn. Vậy số 9 là gì? Số 9 nào? Ôi dồi ôi, cô dùng vẽ bông hoa. Rồi, bye bye. Số 9, được chưa? Rồi, nhớ được số chưa? Thì mình nhớ được số chưa? Nhớ được số rồi đúng không? Dễ không? Quá dễ. Ơi, những em bé 4 tuổi của cô rất thông minh. Rồi, bây giờ chúng mình cùng thực hiện nhá. Thực hiện phép tính trên số nào. Rồi, cô có một dãy số. Một dãy số này. Chúng mình ôn lại bài cũ. Đây là bài mới này. Ôn lại bài cũ nhá. Rồi, làm cho cô hai phép tính này nào. Hai phép tính này nào. 1. 1. Đúng rồi. Cộng 2 là cộng mấy ngón? Cộng 2 ngón, cộng 1, cộng 2. Được chưa? Tiếp, cộng 1 tiếp, rồi cộng thêm 1 nữa, cộng thêm 1. Ơi, trừ 1. À, trừ 1 là trừ. Trừ 1 bằng. Đúng rồi, bằng 3. Chính xác bằng 3. Ghi số 3. Được chưa? Rồi. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hay. Rồi, yêu quá. Rồi, tay phải đây đúng không? Tay phải nhá, được chưa? Có bạn nào dùng tay trái không? Có bạn nào dùng tay trái để tính không? Ui, có. Để cô xem nào, có không? À, không, đúng không? Tay phải đúng không? Tay phải tiếp này. Tiếp, 4 nào. 4 là xòe 4. Xòe 4 chưa? Đúng rồi, xòe 4. Trừ 2. Trừ 2 là trừ. Ơ, có bạn nào làm trừ trừ 2 cho cô trừ ngón này không? Trừ 1, trừ 2, trừ ngón này phải không? Có phải không? Không. Đúng rồi. Trừ, trừ ngón ở bên ngoài này. Trừ 1, trừ 2. Được chưa? Rồi, giữ nguyên. Cộng 1. À, cộng thêm 1 ngón. Thêm 1. Rồi, tiếp lại trừ 1. Lại trừ 1, tiếp lại trừ. Trừ 1. Kết quả bằng 2, chính xác, 2, ghi 2. Được chưa? Rồi, nghe cô này, nghe cô tính nhá. Chuẩn bị này. Phép tính của các con chuẩn bị, bắt đầu. Nghe nhá. 4 trừ 2 cộng 1 trừ 3 cộng 2 cộng 1 trừ 3 cộng 4 trừ 2 bằng.
Ai ơi, Đức Nhân hai này, Từ Hà Hải này, Hải này, chính xác, hai Thảo Nguyên hai, đúng rồi, đúng rồi, chúc mừng con bằng hai. Rồi tiếp học một kiến thức mới này, ví dụ này, đây bài mới nhá, một à, xe một cộng ba, rồi đếm một hai ba cộng năm, cộng năm là xe gì nhỉ, xe ngón nào, cộng năm anh đéo xe ra, kết quả bằng bằng chín, đúng rồi, bằng chín, rồi ghi chín. Chị, đấy chưa? Đúng rồi, tiếp nào, phép tính thứ hai. Cô không làm mẫu đâu, cho mình làm nào. Một này, hai này, rồi, làm nào. Kết quả bằng Hải đã ra kết quả. Tính đi, tính tay, 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 tay đâu tính đi rồi. Tuệ Mẫn này đang tính tay rất tốt. Đức Nhân đã có kết quả. Thảo Nguyên đã có. Rồi, tốt lắm. Hải đã có. Khánh Linh, Quốc Khánh. Rồi. Tốt. Làm sao mà tính được nhỉ? Rồi, Bảo Nam, Bảo Nam, Bảo Nam có làm được không? Rồi, Trung này. Rồi, Bảo Nam hình như mẹ cũng học Soloban. Có một nguyên một bàn tính Soloban. Rồi. Rồi nào, 5 xe 5. Được chưa? Cộng 4 xe 4. Trừ 3, trừ 3, trừ 1, trừ 2, trừ 3 bằng 6. Rồi, ghi 6. Được chưa? Tiếp. Phép tính thứ 3 nào. 3 cộng 5. Này này, giữ giữ này, cộng 5. Giữ, đúng rồi. Cộng 1. Cộng 1 nữa rồi, cộng thêm 1 bằng 9. Đúng rồi, bằng 9. Tiếp theo, 2. 2, xoay 2 ngón. Cộng 5, rồi cộng anh đéo ra. Tiếp theo, trừ 2. Trừ 2, có bạn lại bảo trừ như này. Có bạn trừ 2 ngón này đúng không? Không. Được chưa? Đây là số ngón anh đéo đúng không? Mình trừ đi 2, kết quả bằng bằng 5. Đúng rồi, bằng 5. Ghi 5. Được chưa? Chúng mình có thấy dễ không? Vỗ tay và nói thông minh. Chưa nào, vỗ tay 2, 3. Thông minh, thông minh, thông minh, thông minh. Ơi, tôi cảm ơn các con. Bây giờ này, bây giờ là chúng mình đã cộng 5 rồi. Đó. Vậy bây giờ bạn nào cho cô biết là con chưa, có bạn nào được, có bạn nào biết biết số chưa? Chúng mình đã cầm được bút và biết số chưa? Chưa? Rồi, là câu hỏi từ bạn nhá, Khôn Nguyên Phương Nghi nào. Đã biết được số chưa? Rồi, Khánh Linh nào, Tuệ Mẫn nào, Tuệ Mẫn. Hai bạn đã biết được số chưa ạ? Chúng mình biết được số chưa? Rồi, Hải đã được biết, Hải đã biết được rồi. Quốc Khánh chưa biết viết à? Quốc Khánh ở 4 tuổi ạ. Quang Kiệt nào, Quang Kiệt biết rồi đúng không? Rồi, nào Trường, Trung nào, Trung biết chưa? Trung đang thả tim, con biết viết số chưa? Hả? Gật đầu hay chưa? Con đã biết số chưa? À, biết số rồi. Rồi Bảo Nam này. Con viết được rồi, rồi tốt lắm Đức Duy. Ngân Hà nào, Ngân Hà đã viết được số chưa?
À rồi, tốt rồi, cầm cả bút cả vở luôn. Học tập rất nghiêm túc. Đó. Rồi con cho cô biết, cho cô nhìn xem nào. Bút, đâu là bút? Đâu? Bút, đây là bút, đây. Vở, đâu là vở? Đâu? Vở, đây là vở, đây. Đúng rồi, con nhìn thấy quả quang của Quang Việt này. Của ai nữa nhỉ? À rồi, Tuệ Mẫn đã có. Rồi. Rồi, Quốc Khánh đã. Quốc Khánh. Ơi, Đức Nhân đã có. Khánh Chi nào có không? Bút và vở. Khánh Chi nào? Có không? Giơ lên đây, có xem nào. Khánh Chi đã có không? Khánh Chi đã biết biết số chưa? À, Khánh Chi đã có. À rồi, Quốc Khánh đã có. Quốc Khánh em bé 4 tuổi nhưng đã có bút và có vở. Rồi, thế bây giờ mình cùng tập viết nhá. Rồi, bố mẹ cho con tập viết ở nhà. Nhưng bạn nào mà chưa biết viết á, thì cho mình tập, cho con tập vẽ. Tập viết sao theo chấm. Tập viết theo chấm. Đó, tập viết sao chấm. Mua những quyển vở mà có chấm số á, thì mình thì con nó sẽ nhìn vào đường cong và con tập viết nhá. Rồi, hầu như là các bạn đã viết đã biết số này. Đó, biết số thì mới học được tốt toán. Còn nếu mà bạn nào chưa biết viết ý, thì hơi khó, đúng chưa? Đó, hơi khó. Bây giờ cô Dung sẽ cho chúng mình làm bài tập nhá. Làm bài tập luôn đi này, lỡ mình học nhanh quá. Rồi, ở đây của cô là có 18 phép tính, 2 bài tập. Hai bài tập này liên quan đến anh béo và anh gầy trong phạm vi mấy? Trong phạm vi mấy nhỉ? Trong phạm vi 5. Đúng rồi, Hải, đúng rồi. Bây giờ cô cùng cô show màn hình và mình nhìn vào nhá. Các bạn nhìn vào bài tập rồi chúng mình sẽ giơ tay chúng mình tính. Rồi, để làm sao mà cô giúp nhìn thấy hết tay các con. Để cô xem là các chúng mình xòe trừ cộng đúng ngón chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, khi mà chúng mình có kết quả thì chúng mình sẽ ghi vào vở. Được chưa? Ví dụ này. Nhờ bố hoặc mẹ viết cho mình ạ, bài số 1. Bài tập 1. Rồi, đó, ghi A 2.B 2.C 2.D 2. vân vân. Và mình thì ghi vào đây, ghi kết quả vào đây. Tiếp theo là của bên này cũng thế, bài tập 2 cũng thế. Mình ghi vào vở nhá. Mình ghi vào vở để theo dõi quá trình mình học như thế nào cho tốt, được chưa? Và sau đó check xem mình đúng được bao nhiêu câu. Lúc đó mình quy ra điểm. À, bài hôm nay mình được 10 điểm. Bài hôm nay mình được 8 điểm. Rồi, được chưa? Chúng mình hiểu chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu làm nhé. Đó, bây giờ bắt đầu ngồi làm. Ngồi làm nhanh nhá, nhanh là hết giờ đấy. Rồi, cô Dung cho thời gian là 15 phút này. 10 phút làm bài. Rồi, Linh Khánh nào. À, chúng mình nhìn nhé, chúng mình nhìn màn ảnh thôi, chúng mình không vẽ nào nhá. Khánh Linh à? Khánh Linh ơi, stop nào. Rồi.
Rồi chúng mình còn 3 phút nhá. 3 phút nữa để làm nhá. Rồi còn 1 phút. Rất nhiều bạn đã xong rồi. À, hôm nay có 20 bạn tham gia vào lớp học của mình. Wow. 20 bạn trên tổng số bao nhiêu? Trên tổng số rất nhiều bạn. Rồi, hết giờ làm. Chúng mình đã làm được xong bảng 2 chưa? Bạn nào chưa xong đi con à? Ai chưa xong ghi con nè? Minh Đức à? Minh Đức 4 tuổi chưa xong. Quốc Khánh xong chưa ạ? Ôi Nguyên, Tuệ Mẫn, Thảo Nguyên. À, Quốc Khánh ạ, à, Quốc Khánh xong bảng 1, bảng 2 rồi. Trung xong rồi đấy, Hải xong chưa con? Hải nội bài chị. Phương Nguyên. À, Phương Nguyên xong bảng 1, bảng 2 rồi ạ. Ngân Hà xong chưa ạ? Ở Ngân Hà vẫn đang học làm. À, Gia Linh chưa xong à? Rồi mình đợi hai bạn, mình cả lớp ơi, cả lớp đợi hai bạn khoảng 2 phút nữa nhé. 2 phút nữa chúng mình làm chữa bài nhá. Rồi hai bạn làm đi ạ. Gia Linh và Minh Đức ạ.
Rồi hết giờ. Hết giờ cô cũng chưa bài nhá. Bạn ơi, hết giờ rồi. Mau mau chữa bài thôi. Rồi, có dùng chữa này, chúng mình tích nhá. Chúng mình tích xem chúng mình được bao nhiêu điểm ngày hôm nay nhá. Xem nào, mình được mấy điểm nào, mình được bao nhiêu câu, mình đúng được bao nhiêu câu. Ví dụ này 18/18 của cô là có 18 câu chưa, 18/18 là 10 điểm. Đó, 17/18 đúng là 17/18 câu thì được mấy điểm, 9 điểm. Rồi check nha, check đếm nha, mình được bao nhiêu điểm. Rồi xem nào, bài tập này cô xem nào, chúng mình được nhiều hơn 10 không? À, bạn nào không check được nhờ mẹ nhé. Ôi, Đức Duy đã có. Đức Duy được đúng được 17/18 câu. Rồi, chúc mừng Đức Duy. 9 điểm cho Đức Duy này. Rồi, bạn nào nữa nhỉ? Hải, rồi, Hải 10 điểm. Quốc Khánh 9 điểm. Câu y à? Hai câu một làm 2 + 5 + 4. Minh Đức ơi, đề bài ý ở đâu ấy con? 2 cộng 5 cộng 4. Cô có đề bài này đâu? À, cái này. Rồi ạ, à, đây ạ. À. Rồi, câu hát này, câu hát mình tính lại nào. Câu hát nào, câu hát tính lại nào. Con sửa bài một câu hát. Đây ạ. À. Rồi làm lại câu hát nào. 0 + 5 + 4. Rồi hát bằng
9, cô Khánh ra 9 rồi. Khôi Nguyên ra bằng 9, kết quả bằng 9, đúng rồi. Rồi, cả lớp ơi, cả lớp anh đã hiểu được bài 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 tập này chưa? Bạn nào chưa hiểu nào, bạn nào chưa hiểu ghi con nào. Để cô Dung giải thích nào. Ai hiểu rồi thì thả tim cho cô. Bạn nào chưa hiểu nhỉ? Có bạn nào chưa hiểu không? Dễ đúng không? Học toán dễ. Bạn Minh Đức. Bạn Minh Đức có phải là hôm trước bạn Minh Đức quay video gửi cho cô đúng không? Chúc mừng Gia Linh đúng hết. Cô vẫn nhớ Minh Đức này. Đó. Rồi, chúng mình. Tôi có thấy là chưa có bạn nào bảo là con khó quá hay là thế nào đấy. Rồi, chúc mừng Quốc Khánh. Rồi, bây giờ mình đi vào bài mới nhá. Mình đi vào bài tiếp theo này. Bài tiếp theo trên bảng của cô này. Bài này có tư duy hơn này. Trước khi làm thì theo cô Dung hỏi, chúng mình đã nhận được sách chưa? Ai được nhận sách rồi thì ghi con nào. Sách của cô này, sách của cô gửi á. Ai được nhận 4 quyển rồi nhỉ? Ghi con nào. Rồi, Thảo Nguyên, đúng rồi. Bạn nào chưa được nhận sách nào, bạn nào chưa được nhận sách ghi con nào. Chưa có sách, chưa nhận sách của cô ghi con. Mẹ ơi, mẹ ghi hộ con. Hoàng giơ tay nào, bạn nào chưa có nhận sách, bạn nào chưa nhận sách ghi con giơ tay cô xem nào. Quốc Khánh chưa, Quang Kiệt chưa có sách rồi. Ai nữa? iPhone rồi, bạn một bé gái cô không biết tên. iPhone rồi. Bạn nào nhớ Khánh Chi à? Khánh Chi có sách rồi à? Khánh Chi ơi, cô hỏi này. Bạn Khánh Chi ngồi cùng bố này, con có sách chưa? Sách của cô như thế này chưa? Đâu nhỉ? Khánh Chi đã nhận được sách rồi này. Quốc Khánh chưa? Rồi, chúc mừng Khánh Chi. Khánh Chi đã có sách rồi, tốt quá. Khánh Linh nào? Rồi, có bạn nào không nhỉ? Có không? Mang sách ra nào. Có thì mang sách, không thì thôi. Rồi, Khôi Nguyên đã có rồi. Chúc mừng Khôi Nguyên. Tuệ Mẫn nào? Ôi dồi, Tuệ Mẫn ơi, cô Dung bảo lấy sách chứ không lấy phim phim. Mình học nhá, tí nữa mình ăn nhá. Tuệ Mẫn đã có sách chưa? Chưa. Rồi, hai bạn đã có sách của cô rồi. Giơ lên cho cô lướt cô xem nào. Hồi các bạn khác chưa có à? Quên nhỉ? Có hai bạn thôi. Rồi, có hai bạn. Rồi, hai bạn có sách thì tạm. Mình tạm để dành nhá. Đợi các bạn khác có sách được cô sẽ giao cho sách trong giao bài tập trong sách này cho mình làm. Rồi, bây giờ mình luyện tư duy một xíu nhá. Đây là ba phép tính của cô. Rồi. Bạn nào cho cô biết số mấy đây ạ? Nhìn kỹ nhá.
ghi xuống trong các cô nào nhìn kỹ. À, Trang và Nhân. Ơi, đúng rồi, số 8. Đúng rồi, nào, nhìn nào. 8 trừ 6 cộng 5. Rồi, hiện thích tính này cho cô nào. 8 giờ 8. 8 trừ 6. Rồi, trừ 6 nào, trừ ngón. Trừ ngón, anh Béo và anh về bên ngoài. Trừ 6. Đúng rồi, Quốc Khánh đúng rồi. Cộng 5. Cộng 5. Bằng 7, đúng rồi, Quang Kiệt, đúng rồi, Quang Kiệt bằng 7. Chính xác, bằng 7 đi 7. Được chưa? Tiếp theo. 5, về 5. Rồi, số mấy đây? Đúng rồi, Quang Kiệt, đúng rồi, số 3. Xòe 3 ngón, 1, 2, 3. Xòe 3, được chưa? Trừ 2, rồi, trừ 2 ngón. Trừ 2 bằng 6. Đúng rồi, bằng 6 thảo nguyên. Chưa? Rồi, tiếp theo tính tiếp theo dễ nhỉ. Cái tính này 8 xòe 8. Xòe 8 cộng 1. Cộng 1. Trừ 2. Trừ 2. Cộng mấy, trừ mấy đây? Trừ mấy đây? Trừ mấy đây nhỉ? Số mấy đây nhỉ? Chúng mình nhìn thấy dao không? Để cô đưa vào gần luôn. Số mấy đây? Số 7, đúng rồi. Trừ 7 nào. Trừ 7 bằng 0. Đúng rồi, Thảo Nguyên đúng rồi, bằng 0. Chưa? Rồi ghi 0. Đó, ở trong sách thì có dạng bài tập này. Khá là hay. Ơi. Chúng mình nhận biết số được trên bàn tay rất tốt rồi này. Đó, chúc mừng các con. Tiếp theo là mình sẽ đi học, à tiếp theo mình sẽ đi vào làm bài tập liên quan đến cộng trừ 6. À, bài mới rồi nha. Cộng trừ 6 là gì? Là cộng trừ tay. Cộng trừ gì nhỉ? Càng đi. Càng cua. Cộng trừ 6 là cộng trừ càng cua. À, nó khó hơn với cộng trừ anh Năm, à anh Béo đấy. Nó khó hơn một chút. Ví dụ này. Rồi, ví dụ. Anh ơi, ví dụ này nào. Cả lớp làm nhé, cả lớp làm. Một, à đây. Phép tính đầu tiên nhé. A, B, C, D, E. Rồi, cả lớp thực hiện cho cô nào. Ghi xuống ô chat, kết quả ghi ô chat cả ba phép tính nhé.
cô nha. Rồi có 5 bạn làm rồi này. Ơi Trang và Nhân làm tốt này. Thảo Nguyên này. Rồi chữa bài nhá. Rồi Quang Kiệt tính nốt đi con. Quang Kiệt tính nốt đi. Rồi Thảo Nguyên xong rồi. Minh Đức xong chưa con? Minh Đức đang tính này. Xong chưa? Chúng con dùng cho bài nhá. Rồi, cả lớp chúng con dùng cho bài. Hơi lâu. Rồi, chuẩn bị này. 7, xòe, 7 ngón. Được chưa? 7, cộng 1. À, cộng thêm 1. Đúng rồi, Minh Đức. Trừ 6. Rồi, trừ 6. Trừ 6 bằng 2. Đúng rồi. Phương Nghi, hai chị em Khôn Nguyên và Phương Nghi. Phương Nghi có học không? Không học thì con quay camera ra em nhé. Rồi, quay camera ra em. Hoặc đổi chỗ. Kết quả bằng 2 nhá. Ơi, em đáng yêu quá. Không biết là em mấy tuổi đây. Rồi, câu B nào. 1. Rồi, cộng 6. Cộng 6. Rồi, cộng 1 là cộng thêm 1 bằng. Bằng mấy? Đúng rồi, Phương Nguyên đúng rồi, bằng 8. Chính xác, bằng 8. Ghi số 8. Rồi, Trung ơi. Ngồi lên nhá, Trung ngồi lên. Trung nằm nhở? Trung ngồi lên à? Ngồi lên. À, ngồi lên học. Chưa, mình ngồi lên học nhá. Tiếp theo 2. Câu C nào, 2 cộng 6 xòe. Cộng 6 là anh béo và anh gầy, xòe lên. Trừ 8. Rồi, trừ 8 đếm nào nhìn. À, đây số 8 rồi đúng không? Số 8. Trừ 8 cộng 7. Cộng 7 súng bé bằng 7. Rồi, đúng rồi, bằng 7. Tiếp theo 4 nào, xòe 4. Cộng 5. Cộng anh béo lên. Chưa? 5. Rồi, trừ 6. Trừ 6. Đó. Trừ 1. Trừ 1 bằng 2. À, trừ đúng ngón của cô nhá. Trừ đúng ngón giống cô nhá. Trừ giống cô đó. Không không trừ ngón này đâu, mà cũng không trừ ngón này. Không có bạn nào 2 như này đâu. Được chưa? Rồi, 2. Tiếp 3, xòe 3, cộng 6, à cộng 6 là cộng anh.
anh béo và anh gầy đưa lên tay cua. Đó, cộng 6 trừ 9 trừ 9 nắm lại. Cộng 6 tiếp. Cộng 6 bằng 6 đi 6. Rồi, đây là bài cộng trừ 6. Bài cộng trừ và 6 trong phạm vi 6. Hơi khó hơn là cộng trừ 5 đúng không? Chúng mình có làm được không? Có làm được không nhỉ? Có, đúng rồi, có. Chính xác. A2. Rồi, cô Dung làm không rồi này. Trung chưa làm à? Cô chữa bài rồi mà. Ơi. Bạn nào đúng 10 nhưng mà làm được 10 nhỉ? Bạn nào đúng hết không? Ơi, có thể rất nhiều bạn đúng hết rồi đây này. À, Quốc Khánh đúng này. Ơi, Đức Huy đúng này. Đức Huy thiếu này. Khôi Nguyên đúng này. À, Trung bây giờ mới đang làm à? Trang và Nhân này. Thảo Nguyên này. Ờ, như nãy bạn Thảo Nguyên ra khỏi phòng rồi. À, chúc mừng Gia Linh. Chúc mừng Đức Huy. Rồi. Em đúng hết ạ. Tuyệt vời. Vậy bây giờ cùng với cô này làm bài tập hơi nhiều. Chơi là chơi nhá, chơi là chơi. Kích hoạt bộ não một xíu. Nãy là ngồi tinh 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 ba ba phải đau đầu quá nhỉ. Chơi là chơi nhá. Chuẩn bị này. Đứng lên nào. Stand up, đúng rồi, La Linh, Thanh Ngân, Ngân Hà. Sit down. Stand up. Rồi, nhảy lên nhá. Rồi, chơi trò gì nhỉ? Chơi trò chơi là cô nói chúng mình sẽ làm nhá. Được chưa? Rồi. Nắm lấy cái tay. Mình đắt cưa là cái đầu. Yeah, nào, nắm lên cái tay, mình lắc lư cái đầu. Rồi, lắc cái hông. Nào mình cùng ngoái mông. Rồi. Rồi, tay. Nào mình cùng xoa. Vuốt, nào mình cùng vuốt. Sờ má. Xoa, nào mình cùng xoa. Rồi, cúi, nào mình cùng cúi. Rồi, 1, 2, 3, yeah. Ôi trời ơi, rồi xong, Minh Đức. Rồi, tiếp tục nào. Vai nào, xoa, nào mình cùng xoa. Lắc, mình cùng lắc. Vỗ, mình cùng vỗ. 1, 2, 3, số 6. Rồi, để xem bạn phản ứng nhanh. Rồi, đúng rồi, rồi 6. Rồi nhá, tiếp này. Xoa, mình cùng xoa. Béo, là mình cùng béo. Số 5. Rồi, xem nào. Số 5. Khôi Nguyên đúng rồi. Số 5 nào, bạn nào lừa, bạn nào bị mắc lừa nào. Số 5. Gia Linh giơ tay cho cô. Đúng rồi, iPhone đúng rồi. Số 5 nào. Số 5 đâu? 5 đâu là 5 đâu? Ô, Ngân Hà số 5 đâu? Số 5 là gì? Anh Béo. Ôi, đúng rồi. Có một số bạn bị mắc lừa này. Nhìn giơ theo cô là sai này đó. Số 5 đi nhá, được chưa? Vậy đây là số mấy? Số 9, đúng rồi. Rồi, thấy chưa? Đó. Ai không bị lừa? Ai không bị cô lừa? Quang Kiệt bị cô lừa không? Quang Kiệt có số 5 cơ thế này không? Không, đúng rồi. Không, số 5 là anh Béo. Đúng rồi, rất thông minh. Thử tiếp nhá, thử tiếp độ nhảy cảm như nào. Chứ cho gì nhỉ? Có Khánh đáng yêu á. Rồi, chơi là tiếp nào.
chải đầu nào. Chải đầu. Dùng cái gì để chải đầu? Bốn ngón tay. Chải đầu. Số 4. Nào số 4. Đúng rồi, em không bị con lừa rồi. Chúc mừng Gia Linh, số 4, đúng rồi. Bạn nào giúp cô không? Không, đúng không? Đúng rồi, số 4, đúng rồi. Tiếp này. Ồ, sau lưng mình có một con cua. Ngoài sau lưng em, con cua số, con cua số 7. Phải không? Con cua, càng cua số mấy? Càng cua số 6. Đúng rồi, số 6. Rồi, chúc mừng con. Vỗ tay là nói thông minh. Rồi. Bây giờ cô Dung. Rồi, 9:30 rồi. Rồi, chúng mình học ngày này thôi nhá. Đấy chưa? Các em nhỏ thì mức độ tập trung mình giảm bớt xuống một chút xí nữa chưa? Rồi, bây giờ cô Dung sẽ gửi bài tập về nhà cho chúng mình. Bài tập về nhà của chúng mình khá là hơi khó. Vì vậy là, và nhiều nữa. Vì vậy là chúng mình sẽ được sự hỗ trợ của bố mẹ này hướng dẫn chúng mình làm trên tay nhá, trên đôi bàn tay. Tay gì nhở? Tay phải. Đúng rồi, tay phải hàng đơn vị. Rồi, nhớ nhá. Tay phải hàng đơn vị. À, bài tập về nhà. Rồi. Cảm ơn ạ, Quốc Khánh là bạn Quốc Khánh là bài tập về nhà là con chưa làm được câu nào nhỉ? Rồi, các bạn khác chưa làm được bài tập về nhà chúng mình gõ xuống nhá. Thôi cô, con mắc câu này gõ ra số con phép tính đó là gì? Câu em là câu cờ mẹ Quốc Khánh, mẹ ghi giúp cô ra phép tính là gì vậy ạ? Rồi, bạn là Gia Linh này, Ngân Hà này, có câu nào khó ở trong bài tập về nhà không? Có làm được, có bài nào không làm được không? Đi ra cô chữa bài nhé, cô chữa bài cho. Tám trừ một cộng tám. À, bài này có công thức 8 - 1 + 8. Sáu cộng ba cộng tám. Rồi, hỡi các em bé 7 tuổi. Các em bé 7 tuổi làm được hả? Gia Linh làm được không? Ngân Hà làm được không ạ? Trang và Nhân làm được không con? Trên đôi bàn tay nha. Cái này mình chưa học. Rồi, đó. Cô thử mà. Chỉ có mỗi Quốc Khánh là em bé 4 tuổi chính thức rồi. Còn lại đều em bé 10 tuổi hết. Rồi, mình làm nhá. 8 nào, xe 8 ra. Xe 8. Rồi, trừ 1 hạt xuống. À, trừ 1 ngón xuống. Cộng 8 rồi, có 8 để cộng không? Nhìn trên đôi bàn tay có 8 không? Không, có 8 để cộng. Rồi, mình mượn 10 ở bên tay phải. À, ở bên tay trái. Tay trái hàng chục. Đó, tay trái. Hàng chục là gì? Là có các số 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70 và 80, 90, đúng chưa? Đấy là tay trái, về tay trái ra. 7 đúng không? Rồi dừng lại ở đây là 7 rồi này. Mượn 10. À, mượn 10 thì phải trừ đi 2. Trừ đi 2 bằng mười lăm. Đúng rồi, 15, đúng rồi, 10. À, bài này rồi, cô Dung sẽ giới thiệu dạy cho chúng mình thêm. Tay trái nhá, 15.
Rồi, tay trái đâu là tay trái đâu? Tay trái, ô, tay trái đây là tay trái đây. Hay rồi, tay trái hàng chục có các số là 10. 10 là số, 10 là một ngón giơ lên. 10 số mấy đây? Số mấy ạ? Đúng rồi, số 10. Số 20 này, 20 xòe 2 ra. 20. Quốc Khánh ơi, làm lại là 20. Đúng rồi, Khánh Chi đúng rồi này, Quốc Khánh 20. Rồi, 20 đúng rồi, các bạn làm đúng rồi, 20. Chưa, số 2 và số 0. Đây được gọi là 2. 20, được chưa? Đó, đây là hàng chục. Hàng chục thì sẽ có là số 0. Tiếp theo, số 3. Vậy số 3 là, vậy 3 ngón là số mấy? 3 ngón bên tay trái là số mấy? 30, đúng rồi, 30. Ghi 30. Đó, nhớ nhá, 30. Vậy đây là mấy? 40, đúng rồi, 40. 40. Vậy đây là số mấy ạ? 50, chính xác 50. Mình dừng lại ở 50 nhá. 50. Rồi, bên tay phải, bên tay trái của cô, tay phải của cô đây này, tay trái đây này nào. Số 11. Mô 10 ở tay trái, 1 ở tay phải, ghép lại là số 11. Thấy chưa? 11. À, số mấy đi nhỉ? Đúng rồi, số 11. Vậy đây là số mấy? Số 4. À, Trang Nhân rồi, đúng rồi, số 22. Đúng rồi, 22. 22. Chính xác. Ồ, rồi, rồi. Trung nào? Rồi, bạn Trung tơ này. Đây là số mấy? Cô làm theo bạn Trung. Đây là số mấy? Tuệ Mẫn ơi, số mấy đây? Là số mấy đây? Số mấy nhỉ? Ơi, Quốc Khánh đúng rồi. Đức Huy đúng rồi. Số 40. 4. 40. 4. Tay trái. Tay phải, chưa? 44. Vậy đây là số 10. Đây là số 10. 15. Đúng rồi, 15. Rồi, cô giúp tay cho bài tập về nhà của phần này nhá. 15. Rồi, tiếp chữa tiếp này. À, ở đây là có anh tay tay trái xòe ra, tay phải thu vào. À, tay trái thu vào, tay phải xòe ra. Đó, một điệu múa. Tiếp theo, điệu múa tiếp theo là anh béo xòe ra, anh gầy thu vào. Anh béo thu vào, anh gầy xòe ra. Đúng rồi, nó có hai điệu múa đúng không? Điệu múa thứ nhất là điệu múa tay trái xòe ra, tay phải thu vào. Tay trái thu vào, tay phải xòe ra. Điệu múa thứ nhất. Rồi, điệu múa thứ hai là anh béo xòe ra, anh gầy thu vào. Anh béo thu vào, anh gầy xòe ra. Đó, đó, hai điệu múa là hai công thức. À, bố mẹ lưu ý nhá. Hai điệu múa vừa rồi là hai bộ công thức. Cô Dung sẽ hướng dẫn hết cho chúng mình. Được chưa? Mới buổi 3, vì vậy là cô Dung chúng mình đang học hết những cái mà chưa có điệu múa nhá. Được chưa? Rồi, những bài này là bài hơi khó. Cô thử thách các bạn 7 tuổi, các bạn 11 tuổi. Lớp mình có một bạn mấy bạn 7 tuổi đó. Rồi tiếp là 6 nào, xòe 6. Cộng 3, rồi cộng 3 ngón, 1, 2, 3. Cộng 8, rồi cộng 8. Tay trái xòe ra, tay phải thu vào. Cộng 8 bằng cộng 10 trừ 2. Đó, bằng 10. 10 gì, 10 gì, 10. Ây ạ, đúng rồi, 17. Nhớ nhá, 17. Các em bé Tuệ Mẫn này, ví dụ như Tuệ Mẫn, Quốc Khánh hay là Minh Đức này, nhớ 17. Bài hôm nay là liên quan đến hàng chục. 17. Nó có bộ công thức là cộng 8 sẽ bằng cộng 10 trừ 2. Là tức là anh tay trái xòe ra, tay phải thu vào. Đó, thấy chưa? Những cái bài này là bài khó, thì cô Dung sẽ hướng dẫn cho chúng mình buổi
buổi 5, buổi 6, buổi 7, buổi 8. Được chưa? Hôm nay mình mới buổi 3 thôi. Mình cứ từ từ bình tĩnh nhá. Được chưa? Chắc chắn là em bé 4 tuổi làm được 99. Làm được phép tính 99. Em bé 17, 11 tuổi trong phòng của cô, nếu như mà muốn học nâng cao, cô sẽ giới thiệu lên hàng trăm. Đó. Được chưa? Nhưng mà đó là một quá trình trong vòng 10 buổi tới. Được chưa? Mình đã học đến mấy buổi rồi? Mình có học được mấy buổi rồi? Buổi hôm nay là buổi thứ 3. Rồi. Và bài tập về nhà sẽ liên quan đến tay trái. Bài tập về nhà liên quan đến tay phải. Vì vậy chúng mình ôn nhá. Rồi, đây là số mấy? Số mấy? 6. À, đúng rồi, rất tốt, 60. Tay trái đúng không? Số mấy đây? 70, đúng rồi, 70. Tuệ Mẫn nhá, Tuệ Mẫn ơi, chú ý nhá. Tuệ Mẫn chú ý, 7 số bao nhiêu đây con? Số tay trái. 7 mấy nhỉ? Số 7 à? Có phải số 7 không Tuệ Mẫn? 70. Nhớ nhá, nhớ 70 đấy, tay trái là hàng chục. Số mấy đây nữa? Số 80, đúng rồi, 80, chính xác 80. Tiếp số mấy đây? 90, chính xác. Em bé 4 tuổi cô thấy rất tốt, 90 nhá. Tuệ Mẫn nhá. Cô rất lo là Tuệ Mẫn không hiểu bài đâu. Vì vậy là Tuệ Mẫn nhờ mẹ nhá. Nhờ mẹ hỗ trợ cực kỳ lớn đấy chưa Tuệ Mẫn. Học mà cứ đi chạy ra thôi. Như thế này thì là chưa hiệu quả lắm. Cô cũng rất là muốn là 20 bạn ở trong phòng ngày hôm nay phải cực kỳ là nhớ bài. Được chưa? Đó, cái phần này là hơi khó với em bé 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Chúng mình phải thật nhớ nhá, thật nhớ. Đó, khá là đơn giản với các em bé khác. 7 tuổi chẳng hạn thì các bạn ý thì làm sao? Nhớ được nhiều hơn rồi. Được chưa? Các em bé 4 tuổi, 5 tuổi mình lưu ý giúp cô nhá. Đó, tay trái hàng chục, tay phải đơn vị. Anh béo xòe ra, anh gầy thu vào. Được chưa? Đó. Tay trái hàng chục, lúc nào cũng hát cái bài hát này của cô nào. Hai ba, hát cùng với cô nào. Tay trái xòe ra, hai ba. Tay trái xòe ra, tay phải thu vào. Tay trái thu vào, tay phải xòe ra. Anh béo xòe ra, anh gầy thu vào. Anh béo thu vào, anh gầy xòe ra. Nhớ nhá, nhớ. Rồi. Buổi ngày hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Chưa? Cô Dung sẽ gửi bài tập về nhà nhiều hơn cho chúng mình luyện tập tại nhà nhá. Hẹn các con vào sáng thứ mấy mình học tiếp nhỉ? Sáng thứ mấy? Cô không biết à? Sáng thứ 7. Đúng rồi, sáng thứ 7 nhớ nhá. Rồi, cô Dung chào các bạn. Bye bye.